Xin chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay mình đi ra vườn và mình phát hiện ra một cái cây các bạn. Nếu như mà các bạn không có tìm hiểu kỹ thì các bạn nhìn các bạn cứ tưởng đây là cây nhân sâm. Nhưng mà thực chất ở đây không phải là nhân sâm nha các bạn. Đây là cây thương lục. Cây thương lục nó rất là giống cây nhân sâm các bạn. Đây mình đào lên cho các bạn xem nha. Cái củ của nó cũng có hình dạng giống như là cây nhân sâm. Có rất nhiều người nhầm lẫn cái cây này với cây nhân sâm rồi. Nhưng mà cái cây này là cây có độc nha các bạn. Đây, một chút nữa mình sẽ quay cái hạt nó cho các bạn xem. Đây là cái củ để bây giờ mình sẽ đào lên. Các bạn xem là cái củ của nó rất là giống nhân sâm các bạn. Mình sẽ cẩn thận để xem là không có bị đứt rễ. Đây. Đây là cái quả của cái trái thương lục nè các bạn. Nó cái quả của nó nhìn tương đối giống với cái quả nhân sâm luôn. Nhưng mà nó là cái bông của nó các bạn là thành chùm. Còn cái quả nhân sâm thì thành chùm dài. Còn quả nhân sâm thì nó thành chùm tròn đó các bạn ha. Bởi vì các bạn lưu ý. Đây, mình sẽ cẩn thận mình đào để không bị đứt rễ cho các bạn dễ quan sát nha. Cây thương lục này các bạn, nó có chất độc. Nhưng mà trong một số vị thuốc nam thì cũng có thể dùng nó để điều trị một cái số bệnh đó các bạn. Cây thông cây này thì đó các bạn thấy không? Cái rễ của nó kìa. Nó nhìn nó rất là giống như sâm luôn. Nhiều người rất là dễ nhầm lẫn các bạn. Cây này thì rất là dễ trồng. Nhưng mà là vì nó độc cho nên là mình thấy được thì mình sẽ đưa lên cho các bạn xem. Tất cả các bộ phận của cái cây này từ thân, củ, lá và hoa theo như nghiên cứu thì đều là có chất độc hết. Và khi cơ thể hấp thu liều lượng nhiều cái chất độc này á, là sẽ có cảm giác là tê môi, tê đầu lưỡi hay là bị đau bụng, vã mồ hôi, giãn đồng tử, tăng tiết đờm nhớt, rồi có thể dẫn đến là nôn mửa hoặc là tụt huyết áp, co giật, liệt hô hấp, nhiều hơn nữa, nghiêm trọng hơn nữa là hôn mê tim, rồi tinh thần hoảng hốt, nói lảm nhảm và có thể dẫn đến tử vong nếu không được kịp thời cấp cứu. Và khi mà lỡ mà nhầm lẫn á, các bạn bị ngộ độc á, thì các bạn nên đưa ngay cái người mà bị ngộ độc đến cơ sở y tế gần nhất để được thực hiện các bước sơ cứu cần thiết trước khi là quá muộn. Các nhà nghiên cứu còn chứng minh là trong cái rễ của cái cây này á, thì có chứa cái chất độc có tác dụng là diệt tinh trùng. Đó. Nếu mà người ta ăn vô thì có thể là làm cho người ta bị không có khả năng sinh con nữa các bạn. Nhưng mà trong thương lục lại có cái chất glucoside cũng là độc tố. Nhưng mà lại có tác dụng long đàm nhưng mà không giảm ho suyễn đó, và một số cái nấm gây bệnh ngoài da để mà nâng cao cái tính miễn dịch cho cơ thể. Vì thế cái cây này vẫn được người ta sử dụng ha các bạn ha, để làm cái thuốc trong đông y. Rồi, Như Tuyết xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau nha.